Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chạy mi ôm thai chạy biển Tổ quốc nhé. Thì hôm nay trong video này em tiếp tục giới thiệu với các bác và tất cả mọi người mẫu hai mẫu pin bác nhé, hai mẫu pin mà hiện tại Hiếu Minh vừa nhập về, thì trong đó có mẫu pin Daily Power, mẫu pin sạc cho lòng mic không dây bác nhé. Pin sạc Daily Power, một sản phẩm mà Hiếu Minh đã bán ra thị trường hơn 1 năm nay và được sự phản hồi tích cực của khách hàng. Bên cạnh đó thì có một mẫu pin mới, thì đây là tôi yêu mến kênh của em biết là hiện tại kênh của em thì cũng được rất nhiều các cơ sở cũng như các công ty chào hàng. Thì hôm nay em cũng nhập một chút. Pin này cũng xuất xứ Trung Quốc nhá, được một đối tác Trung Quốc bán cho. Nhưng qua kiểm nghiệm thì đối với dòng pin này thì chất lượng em cảm thấy kém hơn chút so với dòng Daily Power này, là mẫu GP bác nhá. Thì đối mẫu này em bán các bác là 35.000 một viên và không bảo hành. Còn đối Daily Power em vẫn bảo hành 3 tháng. Thì có điểm khác biệt giữa hai dòng này thế nào? Thì trong video này sẽ phân tích như bác nhìn đây. Thì đối với dòng GP 3600 này, từ đầu em thoạt nhìn em tưởng là 3600 mAh, nhưng nhìn dưới thì lại là 3500 mAh. Nhưng mà khi sử dụng thì rất là nhanh hết. Vì đây là dòng pin như đối tác này họ mới thành lập công ty nên chưa làm được, cái đây là cái độ chuyên nghiệp trong sản xuất nó chưa cao và chưa có chứng chỉ ISO trước khi xuất sản phẩm ra thị trường. Còn đối với dòng Daily Power này, đó là điểm thứ nhất về vấn đề là chỉ số cũng như là các chứng chỉ. Và cái điều thứ hai nữa là cái pin GP này thì sẽ không có đốc sạc đeo cùng, mà nếu bác mua của em 35 viên này thì bác phải mua thêm cái đốc sạc của Daily Power nhé, vì nó không có đốc sạc của hãng, không có đốc sạc của hãng đấy. Còn đối với Daily Power thì với chỉ số là 3300 mAh và 1.2V đấy, như bác nhìn, và có chứng chỉ ISO 9001:2008 đấy. Và đầy đủ thông tin của công ty bác nhé, đấy. Đầy đủ thông tin của công ty, từ kẻ vào hộp bác nhìn đây, lên vào ở đến cả cái đốc lạc đây, vào hộp này phía sau đây đấy, địa chỉ đấy, chỉ công ty sản phẩm. Chính vì thế mà sản phẩm của Daily Power này sử dụng rất là bền. Đối với dòng này 3300 mAh thì các bác có thể là sử dụng là với dung lượng này thì bác phải sử dụng em là khoảng, đối với dòng bit mic ngốn pin nhất như là em bán UGX10 nhé, cũng phải được lắp 5-6 tiếng mới hết pin. Còn đối với những dòng pin nó không ngốn pin thì sẽ được 7-8 tiếng đến 8-9 tiếng các bác ạ. Còn đối với GP này sẽ nó thấp hơn chút, sử dụng lâu nhanh hết pin hơn chút. Thoạt nhìn bác nhìn đây nó sẽ GP to hơn đúng không ạ? To hơn đúng không ạ? Nhưng khi cân trọng lượng thì đây em cân 3 quả này. Cân 3 quả nhé. 3 quả. Đấy bác nhìn kỹ. Nó rơi vào hơn 2 loa 3 quả. Đây em về cũng được một thùng này thôi. Thì đối với Daily Power 3 quả, hơn 3 hoa bác nhá, em chỉ cần 3 quả thôi. Đấy. 3 quả bác nhá. Đấy, thoạt nhìn bác nhìn nó nhìn trông có vẻ là cái pin GP này vì có rất nhiều điểm khi bên đối tác Trung Quốc họ nhờ bên công ty ấy nhà họ phân phối để bên em là đại lý bán, nhưng có rất nhiều nhược điểm, nên là sự phân biệt giữa các dòng pin. Em muốn nhập là những sản phẩm cố gắng là sản phẩm tốt nhất cho bác. Và độ sắc sảo thì cũng không thể bằng đơn pin Daily Power được, như bác thoạt nhìn đây. Thoạt nhìn. Đây, cầm pin này rất là đầm nhá. Đây độ sắc sảo. Em phải lấy led pin trời tối. Đấy. Đây sắc sảo. Còn đây. 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 Sắc sảo, độ sắc led cao hơn rất nhiều. Hàng công ty bác ạ. Ở đặc điểm giữa hai dòng này thì hiện tại bên kênh em thì cũng bán song song hai dòng này, tại vì là thực ra là em nhập về song song hai dòng vì nó là thị trường chung và nhu cầu khách hàng. Em xin nói luôn là cạnh tranh lành mạnh, nhu cầu khách hàng thì đối với những sản phẩm này thì vì kênh của em là một kênh hiện tại cũng không phải lớn nhất trên thị trường Việt Nam, không phải lớn nhất nhưng cũng là một kênh gọi cũng tự đây là được rất nhiều các bác yêu mến lên. Chính vì vậy cái với số lượng những sản phẩm mà em nhập về cũng rất là nhiều, nên được rất nhiều các đối tác
cũng như là ở bên Trung Quốc hoặc là Việt Nam, các công ty Việt Nam là chào hàng, là để bên Hiếu Minh là đại lý phân phối cho những sản phẩm của họ. Đấy. Và đối với hai sản phẩm này thì đối với dòng pin 4 pin này, Daily Power này, 4 pin này các bác vừa mua thêm cái đốc sạc là em bán cho các bác là 280 bao ship bác nhá. 4 pin 200. Các bác mua từng một viên pin một là 60.000, 60.000. Đấy. 60.000. 280 bao ship 4 pin với đốc sạc. Thì nói về chất lượng sản phẩm này thì khỏi bàn, các bác biết em nhập về rất là nhiều, còn GP em chỉ nhập về một thùng thôi. Thùng thôi. Thùng phục vụ các bác là mua cầu một chất lượng gọi tương đối được, tương đối được thì bác có thể lấy dòng GP này cũng tương đối được. Đấy. Thì đối với dòng GP thì bác thì em sẽ tặng bác cũng cái đốc sạc của Daily Power nhá. Vì dòng GP này họ không có đốc sạc đâu ạ. Em sẽ tặng cho bác cái đốc sạc của Daily Power cũng được. Power đấy. Còn đối với đen pin của Daily Power sẽ đi kèm cái đốc sạc đây luôn. Đấy. Thì các bác nào có nhu cầu đối với những sản phẩm pin sạc cho dòng mic không dây có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh. Đối với sản phẩm BIO sẽ bảo hành 3 tháng cho các bác. Đấy, các bác an tâm sử dụng một sản phẩm cực kỳ chất lượng, được sự phản hồi cực kỳ tốt của khách hàng. Đấy, các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 2233 hoặc số Viettel là 0389840238 để em tư vấn và lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có thể đến cửa hàng em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối. Và cũng cảm ơn tất cả bác đã xem cũng như ủng hộ video của Hiếu Minh. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo ạ.